Xin chào, giới thiệu với anh em một chiếc loa mới đến từ B&O, đó chính là loa Bang & Olufsen B&O khám phá. Tên tiếng Anh của nó là Explore. Thì đây là một cái chiếc loa như cái tên của nó hướng tới việc đi du lịch, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là nó thích hợp sử dụng như thế nào và nó có đáng tiền hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng tiến lại gần. Nhất là đây là một cái loa mà khi cầm lên, Hải Sơn cảm thấy rằng nó rất là chắc, nó chịu tay luôn. Cái phần gia công của B&O ấy luôn luôn làm cho chúng ta có cảm giác rất là tin cậy. Phải nói là cái hãng loa đây là một cái hãng loa cao cấp rồi. Hãng loa cao cấp thì dù là một cái dòng sản phẩm gọi là mức giá rẻ của hãng này, tức là cụ thể là cái loa này khoảng 6 triệu 6. 6 triệu 6 thì cũng không phải là rẻ nếu mà quy ra các hãng khác, nhưng mà đối với B&O thì là rẻ. Nhưng mà họ hoàn thiện thì rất là tốt luôn. Cảm tưởng tuy là dùng toàn các chi tiết nhôm này rất là chắc chắn, nhưng mà họ làm các cái đường viền này không hề bị sắc tay nhé, mà vẫn rất là sắc nét. Và thêm nữa là cái loa này ấy, nó là một cái loa siêu bền, nó có khả năng chống chịu va chạm, tức là anh em có thể đánh rơi, có thể để cho nó lăn và va chạm và kể cả đất cát không sao hết, chỉ cần phủi đi dùng lại ngon lại bình thường. Cái loa này nó là cái loa thiết kế ra để chúng ta mang theo trong những cái buổi chuyến đi dã ngoại, và nhất là đây là đi theo kiểu leo núi rồi là trèo các thứ, những cái lĩnh vực gọi là khám phá mạo hiểm, cho nên nó phải làm ra một chiếc loa bền. Tiếp theo, trong những cái lĩnh vực đó là chúng ta sẽ gắn cái loa này vào ba lô hoặc là trên xe của chúng ta, nên là họ đã trang bị cho chúng ta cái móc rất là chắc chắn, mà cái móc này làm rất là đẹp, nhìn rất là xịn. Đấy, có dòng chữ tên hãng này, Bang & Olufsen. Ngoài ra chúng ta còn có thêm được những cái móc như này để chúng ta cầm cho nó chắc tay. Đấy. Và cái loa này nó thiết kế theo kiểu là 360 độ, tức là nó có hai cái driver loa toàn giải có đường kính khoảng 1,8 inch. Thì nó sẽ thiết kế để cho âm thanh đi ra tất cả các chiều này là nghe nó cũng rất là giống nhau, để âm thanh đồng nhất. Chúng ta có thể nghe trong một phòng nhỏ, lưu ý là loa này nếu mà nghe trong phòng nhỏ thì âm thanh rất là tốt luôn. Phòng khoảng 5 đến 15 mét vuông thôi, tiếng cũng khá đầy đặn. Còn nếu đi ra ngoài thì chính cái thiết kế 360 này nó làm cho tất cả bạn đồng hành của chúng ta trong cái chuyến đi du lịch đó mà vẫn nghe được âm thanh rất là đầy đủ. Đấy. Thế còn một cái ứng dụng nữa là cái loa này ấy, nó có cái phần pin khá là trâu luôn. Cái pin của nó là khoảng 2400 mAh, và nó có thể nghe liên tục được là 27 tiếng. Tức là nếu mà mỗi ngày chúng ta đi dã ngoại chúng ta nghe khoảng 8 tiếng liên tục thì chúng ta có thể nghe 3 ngày liền mà không phải sạc. Rất ấn tượng. Thêm nữa, đây là một trong những cái loa ấy, đầu tiên của hãng này và cũng là rất là ít hiện nay trên thị trường, là hỗ trợ cái kết nối là Bluetooth 5.2. Thì cái kết nối 5.2 ấy, là một cái kết nối mới, nó giúp cho băng thông truyền tải là ổn định và cái tín hiệu thì cũng rất là xa. Tức là khi điện thoại với cả cái loa này mà cùng hỗ trợ từ 5.0 trở lên ấy, chúng ta có thể để hai cái thứ này cách xa nhau khoảng 20 đến 25 mét trong cái gọi là không có vật cản. Tiếng âm thanh rất ổn định. Rồi, thế bây giờ cái loa này thì nó còn có cái gì nữa? Ở phía trên này chúng ta sẽ có những cái nút như là tăng giảm âm lượng này, nút tắt bật này, nút pair Bluetooth này. Nếu mà nhấn một lần thì là chơi và tạm dừng, hai lần thì là chúng ta sẽ chuyển bài tiếp theo, ấn ba lần thì là nó sẽ hồi lại bài trước đó. Đấy, về cơ bản là nó có những cái tính năng đó thôi. Còn về âm thanh thì sao? Âm thanh của loa này ấy, là công suất của nó thì 60W, nhưng mà anh em đừng có quá để ý vào cái 60W nhé, nó không quá là ghê gớm như của 60W đâu. Nhưng mà cái loa này ấy, nó cho được một cái mức âm lượng cũng rất là lớn, có thể gọi đơn giản là nó bé nhưng mà nó rất là to mồm. Nhưng mà lưu ý về tiếng trầm ấy, thì cái loa này nếu anh em nghe thật nhỏ ấy, thì tiếng trầm lên là cũng là đầy đặn vừa đủ nếu mà nghe nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần bật hơi lớn lớn một tí thì cái âm thanh nó vẫn rất là trong trẻo mượt mà, tinh tế, nhưng mà cái phần trầm ấy thì nó không lớn theo như thế. Tiếng trầm nó chỉ đạt tối đa là 59 dB thôi, trong khi đó thì tiếng hát nó đạt được tối đa là 91 dB. Thì có nghĩa là khi nghe nhỏ thì tiếng trầm nó đầy đặn, còn khi nghe lớn thì chủ yếu là chỉ có giọng hát thôi. Về giọng hát thì được thể hiện trên loa này thì rất là mượt mà, trong trẻo, tinh tế, kể cả giọng nam lẫn giọng nữ. Đấy, nó là cái thế mạnh của hãng này rồi. Về mức giá thì 6 triệu 6, Hải Sơn nghĩ là cũng không phải là rẻ lắm, cũng tương đối là đắt, nhưng mà với cái sự hoàn thiện, tên tuổi này và cái âm thanh nó cũng tinh tế, thì nếu mà anh em nào có chút điều kiện tài chính và muốn một cái loa nó có thương hiệu và nó độc đáo cũng như cái thiết kế 360 độ thì hoàn toàn thể cân nhắc, vì đây vẫn là một sản phẩm chất lượng của cái hãng B&O. Bây giờ thì Hải Sơn xin để cho anh em nghe thử cái loa này xem âm thanh nó sẽ như nào.
vắng bước chân tôi thinh lặng bước trên con đường một người mới vừa qua hình dáng thân thuộc yêu thương người mới bước bên anh đôi bàn tay đang nắm chặt nhìn tôi khẽ cười nói như chứng minh tình yêu người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi người yêu cũ có người yêu mới tôi đứng im nhưng lòng tôi rối người yêu cũ có người yêu mới bước bên anh đoạn đường đi tới người ta thấy thế tôi bên anh thấy thế tôi yêu anh thấy thế tôi quan tâm về anh ngày mai tôi sẽ yêu một người giống anh bây giờ người ta sẽ hơn trách tôi bất công vì còn thương anh hình bóng của anh như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ người đi lối vô tình mình đã từng là của nhau ngỡ bên lâu và đã yêu nhau thật đậm sâu yêu hết trọn cuộc đời này hứa không đổi thay mà nay em bước như vậy anh cố nhặt lại kỷ niệm em đánh rơi dù biết em chẳng còn nghĩ tới ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa mà nay sao ta gục ngã tự cho nhau hai đường lối nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi dù anh có níu kéo em cũng xa rồi dặn lòng sẽ không buông nhủ lòng sẽ không buồn đành vui trốn ký ức với niềm đau ngày mai nếu lỡ gặp nhau đừng bận lòng anh chẳng sao đâu anh vội vã nhưng rồi lại ngã đây tìm em rồi đoạn đường ngắn phía trước còn anh cứ mãi lối ngược nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau BNO Explore đang có tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Anh em hãy nhanh tay tới để có thể sở hữu cho mình một chiếc loa rất thích hợp để đi du lịch khám phá mạo hiểm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.